Xin chào các bạn đã quay trở lại với Radio Sách của Tư Duy Thành Đạt. Mình là Kim Ngân và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề nối tiếp với chủ đề ở video ngày hôm trước. Chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về sự khác biệt trong cách nuôi dạy con đúng cách cùng người phương Đông và người phương Tây. Vậy thì hôm nay nối tiếp chủ đề đó, chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau cha mẹ hiện đại nuôi dạy con cái đúng cách như thế nào. Con cái là tài sản lớn nhất của mọi bậc cha mẹ. Làm sao để nuôi dạy con đúng cách hay nuôi dạy con thông minh luôn là trăn trở của nhiều người. Có một điều mà không ai có thể phủ nhận rằng việc nuôi dạy con luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Có con thì dễ, nuôi dạy con đúng cách lại vô cùng khó. Nếu bạn đang băn khoăn và còn loay hoay trên hành trình này, hãy làm theo những lưu ý dưới đây nhé. 10 nguyên tắc nuôi dạy con thông minh cha mẹ cần lưu ý. Thứ nhất, đặt việc nuôi dạy con cái lên hàng đầu. Điều này tuy khá khó thực hiện trong một thế giới có rất nhiều cạnh tranh. Cha mẹ nên có nhiều kế hoạch chỉn chu và dành thời gian vào việc nuôi dạy con cái, coi việc phát triển tính cách của con là ưu tiên hàng đầu. Khi trở thành cha mẹ, bạn phải học cách đặt các ưu tiên của mình xuống dưới con cái. Tất nhiên, bạn không thể bỏ bê bản thân hoàn toàn, nhưng bạn nên làm quen với việc đặt nhu cầu của con bạn lên hàng đầu. Thời gian cầm điện thoại, xem TV cần được rút ngắn để dành thêm thời gian cho con cái của mình. Cha mẹ có thể thay phiên nhau chăm sóc con để mỗi người có thể có một chút thời gian riêng cho bản thân mình. Thứ hai, đọc sách mỗi ngày, cách nuôi dạy con thông minh. Đây là một lưu ý hết sức quan trọng trong cách nuôi dạy con từ nhỏ. Nuôi dưỡng tình yêu với sách là điều mà bất cứ cha mẹ nào cũng nên làm. Sách là kho tàng tri thức mà mọi đứa trẻ trên thế giới đều nên được tiếp cận từ sớm. Người Do Thái, dân tộc thông minh nhất thế giới, luôn đặt một tủ sách trong nhà để cho con trẻ có thói quen và sở thích đọc sách ngay từ bé. Bạn có thể đọc sách cho con trước khi bé đi ngủ và nên dành ít nhất nửa giờ đến một giờ để đọc sách cho con. Việc này không chỉ giúp con phát triển tình yêu từ ngữ, mà con bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để thành công trong học tập và lối sống. Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em được đọc sách hàng ngày sẽ ít có hành vi tồi tệ hơn ở trường. Một khi con bạn bắt đầu đọc hoặc viết, bạn hãy để con tự đọc sách. Đừng sửa lỗi sai quá thường xuyên vì sẽ khiến con bạn nản lòng. Thứ ba, ăn tối với nhau. Một trong những xu hướng nguy hiểm nhất của các gia đình hiện đại là không ăn tối cùng nhau. Bàn ăn không chỉ là nơi duy trì tình cảm gia đình, mà còn là nơi giảng dạy và truyền lại các giá trị của gia đình. Nếu con bạn là một người kén ăn, đừng dành bữa ăn tối để chỉ trích thói quen ăn uống của con. Điều này sẽ khiến con bạn cảm thấy tiêu cực khi nghĩ về các bữa ăn cơm của gia đình. Bữa tối sẽ vui vẻ hơn nếu con bạn được tham gia giúp cha mẹ đi mua đồ, nấu ăn. Bé có thể làm những việc nhỏ như rửa rau, vò gạo hoặc giúp bạn dọn bàn. Bữa cơm còn cần những câu chuyện nhỏ nhưng cởi mở để kết nối cha mẹ với con cái. Đơn giản chỉ cần hỏi ngày hôm nay của con thế nào, bạn sẽ có thể khiến con tự động mở lòng, chia sẻ và cũng là cách để bố mẹ lắng nghe con. Thứ tư, nghiêm khắc rèn luyện thói quen đi ngủ. Các nghiên cứu cho thấy khả năng nhận thức của trẻ em có thể giảm đi nhiều nếu ngủ thiếu một giờ. Vì vậy, điều quan trọng là chúng được ngủ đủ trước khi đến trường. Nhiều cha mẹ có thói quen xem TV, nghe nhạc hoặc dùng điện thoại. Nhưng nuôi dạy con đúng cách là hãy tắt chúng đi và lên giường với con, đọc sách cho con nghe. Đừng cho trẻ ăn đồ ăn vặt có đường ngay trước khi đi ngủ, nếu không sẽ khiến cho trẻ khó ngủ hơn. Thứ năm, khuyến khích con bạn phát triển các kỹ năng mỗi tuần. Mặc dù không phải đăng ký cho con nhiều hoạt động khác nhau mỗi tuần, nhưng bạn nên tìm ít nhất một hoặc hai hoạt động mà con bạn thích làm và kết hợp chúng vào các thói quen hàng tuần của con. Đó có thể là bất cứ hoạt động gì, từ bóng đá đến nghệ thuật, miễn là con bạn có thể thể hiện một tài năng hoặc tình yêu với chúng. Việc cho con tham gia vào các hoạt động bé yêu thích sẽ giúp con có cơ hội giao tiếp với những đứa trẻ khác. Thứ 6, cho con chơi đủ thời gian mỗi ngày. Thời gian chơi không có nghĩa là cho con bạn ngồi trước TV hay cắm mặt vào chiếc điện thoại trong khi bạn làm các món ăn. Thời gian chơi có nghĩa là cho phép con bạn ngồi trong phòng hoặc khu vui chơi và tích cực tham gia tương tác với các đồ chơi giúp bé khám phá. Mặc dù bạn có thể mệt mỏi, nhưng điều quan trọng là bạn phải cho con bạn thấy những lợi ích của việc chơi với đồ chơi để bé có được sự kích thích cần thiết và vì vậy bé sẽ học cách tự chơi với chúng. Thứ
7, học cách lắng nghe và tôn trọng con. Nếu bạn không bao giờ lắng nghe con cái, chúng sẽ không cảm thấy được tôn trọng hoặc quan tâm. Nuôi dạy con đúng cách rất cần việc khuyến khích con bạn trò chuyện, sẽ giúp chúng sớm thể hiện khả năng giao tiếp thành công trong tương lai. Thứ 8, khuyến khích sự độc lập, cách nuôi dạy con từ nhỏ. Đừng nói với con bạn những việc cần làm, hãy để con tự lựa chọn. Bạn có thể giúp con mặc quần áo cho con, nhưng khi đi mua sắm, hãy cho con đi cùng và tự chọn đồ cho mình. Nếu bạn khuyến khích sự độc lập sớm, con bạn sẽ có nhiều khả năng tự nghĩ cho bản thân mình khi trưởng thành. Thứ 9, trở thành hình mẫu tốt. Con người chủ yếu học hỏi thông qua các hình mẫu, trở thành một tấm gương tốt có lẽ là việc quan trọng nhất mà bố mẹ nên làm. Nếu bạn la mắng con bạn và sau đó bảo con đừng bao giờ la hét, đá vào tường khi bạn tức giận hoặc nói xấu hàng xóm của bạn, con bạn sẽ nghĩ rằng hành vi này được phép làm. Con bạn sẽ nhận thức được tâm trạng và hành vi của bạn sớm hơn bạn nghĩ. Bởi vậy, muốn nuôi dạy con cái tốt thì trước khi làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ cho con bạn, sẽ bắt trước, học bạn đấy nhé. Và cuối cùng, điều thứ 10, đọc sách nuôi dạy con. Thêm vào đó, các cha mẹ có thể tham khảo các cuốn sách hay dạy con để tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con cái khoa học và hiệu quả. Đây là những cuốn sách đang được các phụ huynh săn lùng nhất hiện nay sẽ giúp cho bạn tìm ra cách nuôi dạy con cái đúng đắn và giúp con cái thành công, trưởng thành và giàu có. Đây là một số gợi ý của mình về cách nuôi dạy con cái, thì các bậc phụ huynh có thể lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những radio tiếp theo của Tư Duy Thành Đạt.